Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tổng rà soát biển số xe quân đội, hay còn gọi là xe biển đỏ trên toàn quốc, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp gắn biển số đỏ giả, lưu thông trên các tuyến đường. Ngày 23 tháng 3, Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và các địa phương thực hiện tổng kiểm tra rà soát biển số xe quân đội trên toàn quốc. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp gắn biển số đỏ giả để lưu thông trên các tuyến đường. Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng trong thời gian qua có nhiều tài xế xe container, xe tải gắn biển số đỏ giả vượt ẩu và chở quá tải trên đường phố.